mày biết chữ mà rủ tao lấy đụng đâu làm gõ đụng gõ em ngồi em từ á rồi là không ngồi em thấy bạn là quá không quá bạn ngồi gần cỡ Mỹ đó. Bạn bác sĩ. Bốn hả? Ờ, là bạn 14. Bạn bác sĩ với lại con trung bị đồng quân trung ấy nè. Bạn số 11 á. Mình thấy mình chỗ mở chưa? Đây là khác anh ơi à. Rồi cảm ơn anh. Chúng tôi trân trọng kính mời hiệp đội văn nghệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa các anh chị sẵn sàng với vị trí xuất phát. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quan khách và quý bằng hữu trang trọng đứng dậy và hướng về quốc kỳ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Đã dày công lập quốc, kiến quốc. Anh linh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc bông thân. Anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng chống cộng sản. Cùng hướng linh của đồng bào đã tử nạn trên đường vượt thoát. Nơi biển cả, chốn rừng sâu, chỉ vì một khát vọng tìm cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 75,
cũng xin lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Phúc mặt niệm bắt đầu. Người lính nào đó cúi đầu lại mẹ Việt Nam, chúng con đã không đi trọn đoạn đường chiến binh. Vâng, xin sống với hình ảnh người lính quân lực Việt Nam hậu quả với biết đội văn nghệ vùng đất mang tên anh. Chiến của em đi theo anh tới những vùng phố thì buồn tên. Thank you.
sẽ có một ngày quê hương ta hòa bình, nghĩa xương anh hùng Việt Nam quê hương ta. Ngôn làng cao su mênh mang, chiến tích còn an lòng đỉnh lắm. Quê hương đây thế giới tinh hoa, lò mười ba với trận mưa pháo, cho nước mắt khóc lên hồn cô gian. Đó an lòng nghĩa xứ thì ra. Thưa kính thưa các bạn, mười mấy năm rồi sống ở Tháp Hương thì chúng tôi cảm thấy, anh em chúng tôi cảm thấy là có một cái món nợ ân tình đối với những người của biệt đội văn nghệ. Bởi vì nơi nào cần đấu tranh, nơi nào cần nói lên tiếng nói của người Việt Nam miền Nam thì biệt đội văn nghệ có mặt. Hôm nay đại diện cho chúng tôi Niên trưởng La Tinh Cường và Niên trưởng Hậu sẽ gửi đến các anh chị một phần quà, gọi là tri ân tình của các anh chị. Vâng, Trạch Gầm xin chào các bạn. Ở đây chúng tôi có hai thầy cô của tôi đây, không thể các bạn được. Xin chào thầy, xin chào cô. Xin chào các bạn. Đứng trước mặt các bạn mà theo quan niệm của bạn bè tôi thì tôi là một cái người vô cùng ăn nói thì vô duyên, tôi chửi thề tướng đi thì chậm chạp. Nhưng mà Trạch Gầm với cái dáng bộ như vậy vẫn có nhiều người thương, là bởi vì Trạch Gầm lúc nào cũng thương yêu màu áo lính và biết khóc dưới ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa. Ở vào cái tuổi 80 thì thường cuộc đời nó cho hai cái. Một cái thứ nhất là điếc. Điếc thì quên hết, không cần nghe ai nói. Và cái thứ hai là quên. Thành ra trong cái việc tổ chức Trạch Gầm cũng quên hay sơ suất một cái vấn đề gì thì xin các bạn cứ bỏ qua. Người nào mà không bỏ qua được thì sáng mà chịu. Để đi vào cái chương trình chính, trước hết xin
quý vị cho rằng đọc bài thơ về cội nguồn và sau đó là Yên Ly sẽ ngâm bài thơ dành cho những người mẹ miền Nam. Sau bài thơ về cội nguồn và diễn ngâm của Yên Ly, ta sẽ đi vào vấn đề chính của buổi họp hôm nay. Bài thơ gọi tên cha. Bài thơ này được nhạc sĩ Sông Ngọc thổi nhạc và đã được đưa lên YouTube. Con gọi tên cha là Lê Lợi. Con gọi tên cha là Quang Trung. Con gọi tên cha là Hương Đạo. Con gọi tên cha gọi 4.000 năm. Một ngày chặt tàu xuống quân cướp nước, một ngày cha quân kiếm giữ sáng sáng. Lịch sử ngàn trang bất phục, lịch sử khoái hùng máu nhuốm trùng trang. Con gọi tên cha là Trường Sơn, nãy lúc một đời gồng gánh đau thương. Cha chở lũ con lội rừng vắng suối để tìm tháng ngày quán phục quê hương. Con gọi tên cha là Biển Đông, mở rộng tao la nung nước tấm lòng. Giữa lúc nguy nan vượt cơn sóng dữ để có những ngày rạng rỡ núi sông. Con gọi tên cha là Nông Dân, cày ruộng trồng khoai nuôi dân tộc mình. Một ngày được tin quân thù xâm lăng, lìa bỏ xóm làng đi diệt ngoại xâm. Và gọi tên cha chấm dứt. Khi mà chúng ta ở tù thì có những bà mẹ ở miền Nam lặn lội ra miền Bắc nuôi con, và trong một cái ước mơ là các con phải sống và quay về để tìm lại những cái gì đã mất. Bài thơ được viết trong cái tâm tình như vậy. Xin mời Yên Ly. Yên xin kính chào tất cả quý điều trưởng, quý thầy cô và tất cả các bạn hữu, anh chị em. Tóc trắng như sương ngậm lấy ngậm ngùi, áo mỏng ôm thân ôm suốt cuộc đời, nhìn gạo nuôi con từ Nam ra Bắc. Đất bắt chờ bờ núi trồng lên núi, dương máu đôi chân mẹ vẫn mỉm cười. Đoạn đường con đi bây giờ chưa tôi, phải sống quay về lấy lại niềm vui. Ngày vui một đời mẹ chưa tìm thấy, từ thuở cha con vĩnh biệt chiến trường. Cha con vào cuộc chiến, mẹ thao thức cùng khói lửa quê hương. Sông xót xa trôi rời tay khô heo, nước mắt đông đưa tiễn con đi rồi mẹ chờ mẹ ngóng. Hoài bão mẹ chờ con thuở nằm nỗi mẹ gọi mẹ.
con trở lại góc về chân trời bay sống ra sao. Bạn bè ngày xưa một lòng vì nước hay đốt cháy rồi rất mong ngày nào. Mẹ ôm gói quà, mẹ ngồi mẹ khóc, con tưởng mẹ cần tình nghĩa này sao. Hạt muối củ khoai mẹ còn sống được, con đừng quên mẹ chờ nổi từ con đừng quên mẹ chờ nổi từ cảm ơn Eli. Dạ, thưa các bạn, cái sự diễn mà hôm nay được sự yểm trợ của hai đứa con để tổ chức bữa tiệc này là vì lý do đứng trước mặt quý vị thật gần là ở tuổi 80 mà đứng trước mặt quý vị có những người bạn nhìn thấy thật gần hôm nay ngày mai không thấy được. Thành ra thật gần mời tất cả các bạn bè đến đây để gặp nhau tâm sự và được nghe thật gần nhắc lại một vài cái chuyện xưa. Cái chuyện xưa của thật gần đầu tiên là một ngày của ta. Một ngày của ta không phải là một ngày thật gần mà có thể là một ngày của tất cả anh em có mặt ở đây. Một ngày của ta dưới tuổi 20 đã lang thang đi trên khắp nụ cười, ta dắt tương lai và cùng mơ ước, ta cùng thập thà dạo phố sông chơi. Bạn bè của ta ngàn trang sách vở, bạn bè của ta thành phố Sài Gòn, ta được nhìn em mắc cỡ để mỗi một ngày rạng rỡ cô đơn. Một ngày của ta trên tuổi 20, quê hương của ta khói lửa ngập trời, cửa máu nhà vĩnh ta vào cuộc chiến tìm lấy tự do bằng chính mạng người. Ta quen Bình Long, ta quen Quảng Trị, vứt mặt bạn bè chết giữa gió sương, ta gánh trên vai bao tình chiến hữu, không có tình nào lại dễ thương hơn. Một ngày của ta ở tuổi 30, ta mất quê hương, ta mất hết rồi, bạn bè của ta có thầm tự sát, bạn bè của ta có đứa ra khơi. Ta quẩy thăm tù từ Nam ra Bắc, Long Sao, Văn Bàn, Vĩnh Phú, Lào Cai. Ta gặp quê hương lưng tròng nước mắt, thương xót cho ta, thương xót mọi người. Một ngày của ta trên tuổi 40, thành phố ta quen, biến thành chợ trời. Cái tách, cái đi, cái quần, cái áo, giải phóng ra đường, gọi bát cơm tươi. Cái đạp xích lô ngày vài chục chuyến cố dẫn tâm hồn đừng nhé chữa quên gắn sống nghe chưa tìm đường vượt biển để cùng bạn bè lấy lại tình thương. Một ngày của ta ở tuổi 50, trời đất tha phương ru ta ngậm ngùi, ta nhìn ra ta ôi loài vô dụng, hoài bão trùm chăn thức suốt đêm dài. Cái đó là một ngày của Trạch Gầm, và Trạch Gầm nghĩ rằng cũng có thể là một ngày của nhiều anh em ngồi ở đây. Vỗ tay. Khởi đi từ tuổi thơ, Trạch Gầm là một học sinh của trường Võ Trường Toản. Mấy anh Võ Trường Toản đúng vậy. Và trong mấy anh Võ Trường Toản của Trạch có anh nào đã từng mặc áo lính thì đứng nguyên. Từ trường xưa, bài thơ Trạch viết cho trường Võ Trường Toản cho những người bạn của Trạch. Dâm ba thầm bạn chung trường ngày xưa, trên quê hương khói lửa mịt mờ,
giữa cả nhau mỗi thầm một ngã, sách vở học trò động lại ước mơ. Dám bắt thần theo lời thơ chinh phụ, đạp gió sương ca khúc hát quân hành, gối đầu Cà Mau gác chân Quảng Trị, cho Sơn Hà thoát khỏi cảnh điêu linh. Trên chiến địa ôm nhau cười ha hả, mày hả mày thầm bạn của trường xưa, chia gì đây một vài trang quân sự, an lộc công tâm giàu giải nắng mưa. Kể đi mày, thần dân vô trật tự, ta thèm nghe chuyện hè phố Nguyễn Du. Lúc trốn học leo rào vào sở thú, thả bền bồng cùng trời đất vô tư. Dâm ba thần trắng tay đời đáo điếm, gánh tha phương mòn cả lối ngâm ngùi. Khóc đã bạc, đời tha phương cũng bạc, gặp lại nhau trong thương nhớ đầy vơi. Một cốc cà phê, một ngày chủ nhật, hè phố bôn xa, xa tấp Sài Gòn. Lý ly ngày nãy, mãi hương ngày nọ, cũng mấy thầm võ trường bọn thông thức. Bạn rời học đường thì trách gần vào Thủ Đức. Năm 1965, Thủ Đức có hai câu lạc bộ là câu lạc bộ Diễm Sông và câu lạc bộ Thanh Hương. Cái ngày mà ra trường thì xuống câu lạc bộ quậy phá một chút để viết một bài thơ cho một người con gái ở trong câu lạc bộ. Tạm biệt Diễm Sông. Em muốn cùng ta vài ly tạm biệt, ngày mai đây ta sẽ bỏ chốn này, chiến thắng trường tha tha thiết thiết, nhớ thương gì rồi cũng phải chia tay. Ta đi rồi sẽ có thầm cám chỗ mất nai cơ, mối thơm lượng học trò thầm bạch diệt, như ngày ta xuống phố cũng như ta chập chững ngu ngơ. Ta vừa thành tinh em cũng vừa mệt, trốn bao quân bắt phục rất thường tình, tay nhỏ xíu ôm thi thân gió cát, tiệm ta đi sẽ em cứ lặng thinh. Nơi ta đến là miền đông đất đỏ, cửa đạm đầy trời nhớ nổi không em. Đỡ ta nhớ chắc gì em đã nhớ, giữa yên bình ai dại rộn chờ mong. Nếu được thế chẳng có gì để nói, cạn đi em rồi quên được thì quên. Mãi ta đã trở thành thằng lũng chiến, biết mình ngon nhưng súng đạn vô tình. Được thưa bài thơ này. Thơ tạm biệt Diễm Sông được cố nhạc sĩ Sông Ngọc bạn tôi của nhạc, và một cái người đã viết một cái ý nghĩ riêng về cái bài thơ này cũng là một người bạn trong văn nghệ, đó là Bùi Bảo Trúc. Tôi đọc bài thơ này và cũng để nhớ tới hai người bạn của tôi. Sau khi mà chúng ta rời học đường, chúng ta đi vào Thủ Đức thì chúng ta sẽ đối đầu với bốn cuộc chiến thuật. Mời nhảy dù Thu Cúc. Mời thì nhảy dù Thu Cúc. Bốn vùng chiến thuật. Che lối vào, tàu ruồng mong manh
say. Tù nó đôi mắt chẳng nghe lạ gần khu chiến thuật. Thảo đường ra không ấm gió phương xa, tìm đêm vẫn nhà. Mây mù trên núi cao, rừng xưa nghe lối vào. Thảo đường mong lên nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù. Thảo nhà bình thường lính lính tương quê. Gần theo hướng chịu là cái tỉnh Hậu Nghĩa. Ở đây có nhiều anh em Hậu Nghĩa ngồi đây. Các anh em Hậu Nghĩa đứng dậy coi. Hello. Thì kể một chuyện vui cho quý vị là cái hồi ở trong tù á, cái gần buồn kể chuyện với anh em là hồi đó nó tao lên Hậu Nghĩa. Có đi vào vùng trung lập thì tao ngủ nhờ một đêm ở cái đại đội trinh sát của tỉnh Hậu Nghĩa để mà tối lại thì đi đột kích. Thì trong khi mà công việc chuẩn bị như vậy đó thì cái anh đại đội trưởng của đại trinh sát ảnh cứ nằng nặc ảnh xin đi. Ảnh nói tụi mày có ít đứa quá, cho tao đi cho vui. Thì nói xong anh đi là chết đó, tụi tôi quen việc rồi. Nhưng mà anh vẫn cứ xin đi. Thì trong tù đang nằm kể chuyện như vậy đó thì định nói là cái anh mà đại đội trưởng Hậu Nghĩa đó, nhỏ con chút xíu mà không biết tên anh là gì. Thì có một người ngồi dậy nói tao đây chớ là ai. À tao đây chớ là ai, đó là anh Đỗ Bảy, đại đội trưởng trinh sát của Hậu Nghĩa. Và một thời buồn gặp lầm chia lửa. Rất là cảm ơn các anh Hậu Nghĩa có tình hôm nay đến đây với Trần Cần để Trần Cần một lời cảm ơn các anh. Kính thưa quý nhân cử, kính thưa quý chiến hữu, kính thưa quý thân hữu và quý vị quan khách, tôi xin thay mặt anh em gia đình Hậu Nghĩa hôm nay để xin nói vài lời tâm tình cùng với thành cùng với lại tất cả quý vị ở đây. Kính thưa quý vị, trong những cái ngày mà đất nước còn chiến tranh á, thì tôi với anh Trần là những người cũng đã sống và chia sẻ với nhau trong cái gian khổ và cái nguy hiểm, và nó cũng như là một cái duyên với nhau vậy đó. Thì lúc vào trong tù thì anh em cũng lại gặp nhau. Và hôm nay trong cái ngày tổ chức của anh Trần ngày hôm nay, trong ý nghĩa đó, anh em chúng tôi xin được gửi chiến hữu Nguyễn Đức Trọng tấm quà lưu niệm. Tôi xin đọc: gia đình Hậu Nghĩa thân tặng chiến hữu Nguyễn Đức Trọng lưu niệm tình cờ tịch người Cali ngày 14 tháng 5 năm 2022. Cảm ơn gia đình Hậu Nghĩa. Được lòng rất cảm ơn. Rất cảm ơn. Vâng, thì ở Hậu Nghĩa nó có quận Trảng Vàng. Trảng Vàng thì nó có một cái địa danh là Tha La Sớm Đạo. Để nhắc nhớ lại cái vùng mà anh em mình trong tiểu khu Hậu Nghĩa đi tới đi lui, Trạch Gầm xin có một bài thơ và được phổ nhạc. Mời Hải Quân Thiên Phượng.
Hải quân Kim Vượng sáng, bài thơ của Trạch Lâm là Từ Thở Nào, nhạc do Quốc Anh. Từ Thở Nào viết về một phần đất của Hậu Nghĩa. Về xóm đào màn hồ chúng ta chút nhớ nhung tháng hương ta gửi vào nỗi nhớ vào chỗ cô đơn đêm tân cùng đèn xóm đào từ chính chi theo bên đàn lửa khói bay lần đến lần đi theo ngàn nghìn bè bạn một thoáng ta chia tay ta chân tham xóm đào nên chi như mắt cô em từ thuở đó bỏ mặt mình ta đứng ngẩn ngơ chiều xuống Hà Lan ta chuyển quân vượt qua nên ta chẳng gặp nhau có người con gái dân xóm đào cất nửa hôn ta thua ta quen xóm đào từ chính chi theo bên đàn lửa khói bay lần đến lần đi đeo ngã
thì cái này là một cái kỷ niệm, thành ra để nhắc nhớ thôi. Trong tất cả các chiến trường mà Trạch Lòng tham dự thì có thể nói là những cái tháng ngày ở Bình Long, những cái tháng ngày mà gian khổ nhất. Và cái mạng lúc đó thì nó không khác nào cái bông cỏ. Trạch Lòng sẽ đọc một bài thơ trở lại Bình Long, và sau đó sẽ nhờ một người đàn em hát bài Mạng Như Bông Cỏ. Những cái hình ảnh của An Lộc ngày xưa gửi đến các bạn kỷ niệm. Trở lại Bình Long, cũng nơi đây tôi ngồi chơi với hắn, vỗ tới cười kể chuyện bắn chiến xa. Hạ pháo thấp nồng, bắn bay pháo tháp, nhưng xin đê thật còn đã hơn là. Cùng đến đây tôi ngồi chơi với hắn, kể chuyện hai thằng về lục trường xưa. Chưa đủ tuổi, rủ nhau xem chiến công, giờ đấu lưng, hứng pháo địch như mưa. Cũng nơi đây, hắn ta cùng nhận lịch, diệt tổ đề lô nằm cạnh bên sườn. Hai thằng cắn răng bò quá bao sát, sát bạn, sát thù trộn lẫn đau thương. Cũng nơi đây tôi cứu người con gái, gửi trực thăng di tản về Bình Dương. Trực thăng nổ khi vừa rời mặt đất, đã biến hồn như vườn đuốc phải xương. Cũng nơi đây đã bắn thầm Việt Cộng, một viên M79 vào hông, bởi gần quá đạn không kịp nổ, ta lại phải nuôi nó mấy tháng ròng. Cũng nơi đây đã bò ra áo rau muống vơ đẩy về nấu bát canh tươi rau dính. Tóc tai cái mùi thấm thấm ngập dưới áo có mấy chục xác người. Cũng nơi đây cái đất mồ cho bạn vừa quấy lưng xác bạn lại bọc tung. Mỗi thứ đất cài trăm ngàn mảnh đạn, ta sống ngăn quá kiếp gọi anh hùng. Cái trở về đây xin hôn mặt đất, tấm bao máu hồng của bạn bè ta. Vâng, mời Trần Thanh. Vỗ tay! Vỗ tay! Thanh cũng Thanh thuộc khóa 6-68 Thủ Đức, là đàn em của Trạch Gần, đã có một thời gian cùng Trạch Gần vào các cuộc chiến của ba chiến thuật. Mời Trần Thanh qua Mạng Như Bông Cỏ. Mình là cũng Mạng Như Bông Cỏ từ Hùng Phương. Bước chân nào về quá khứ, của thằng lính trần lại không đau. Mày dẫn tao về nơi xa lắm, thọ tuổi đôi người quá nghẹn ngào. Dẫn trăm quân vào án lộng, họ reo trên xương máu lấy hùng. Mạng như bông cỏ trong cơn lốc, không đủ thời giờ để bần thần. Quay về còn lại bao nhiêu đứa, ngồi vỗ tay cười với chiến công. Dù thiếu bạn bè bàn ghế khóc, trường được lính chay đã càng lòng. Bao thằng đã ngủ vùi trong đất, cùng cỏ cùng cây ngắm đất trời. Trong cành bơm đàn soi lưng cốc, từng tròn đêm tàn lá ta tơi. Mấy chục năm rồi mày nhớ bài, đi gương hải cốt giữa rừng hoang.
Đồng Loan, tôi gió tôn vui sống. Tập nắng phơi sương, khúc đoạn trường. Bao dẫn trong quân vào án lập. Họ gieo trên sương máu lấy lừng. Màn như bông cỏ trong cơn lốc. Không đủ thời giờ để bân khuân. Quay về còn lại bao nhiêu đứa. Coi vỗ tay tôi và chiến công. Bà ghế khóc chùa được lưng chay đã càng lớn. Bao thằng đã ngu vui trong đất cùng cỏ cùng cây ngắm đất trời trong tranh bom đạn. Xôi lưng gấp ứng trang đêm tàn lá ta tới mấy chục năm rồi mày nhớ vàng đi gom hải cốt giữa rừng hoang. Đồng Loan đồi gió con cúi sóc tâm năng phơi sương khúc đoạn trường. Bơ vơ ngồi uống chung rượu phạt. Tao khắp rừng tao lúc ban đầu. Thưa các bạn, cái thuở mà đi lính lâu lâu mà được về Sài Gòn thì cái thói quen của Trạch Gòn là đêm tối thì chung với các phòng trà để nghe các ca sĩ hát. Và cái việc mà nghe như vậy đó, một thoáng có mây tấp về phố cũ, ngủ giữa Sài Gòn của tuổi thơ ta, người ta đã quen quen từng viên đá, mòn cả sân trường, mòn cả lời ca. Cái lời ca mà mòn nhất là lời ca của Phương Hồng Quế đối với Trang Thanh Lan, bởi vì hai ca sĩ này hát nhạc lính rất là nhiều. Và hôm nay chị Trang Thanh Lan mỗi lần có tổ chức, lúc nào chị rảnh chị cũng đến với Trạch Gòn. Cảm xúc cảm ơn Trang Thanh Lan và mời chị Trang Thanh Lan. Rồi rồi. Trước nhất các anh xin kính chào các anh các chị các bạn. Chúc anh các chị một ngày thật là đẹp, buổi ăn thật ngon và chút xíu từ đây nếu mà no quá thì có quyền ra nhảy rảnh xin. Anh Trạch Gầm và Như Ly, nhất là anh Trạch Gầm đã từng giúp đỡ cho Thanh Lan và Phương Quế rất là nhiều trong cái chương trình Tiếng Hát Hồng Phương. Anh Trạch là cứu bộ cho Thanh Lan Phương Quế nhiều nhất, tại vì hôm nào mà kẹt mấy anh lính thì anh Trạch sẵn sàng đưa bạn anh tới, hoặc là ảnh tới, hoặc là Như Ly tới. Cho nên những cái buổi tiệc mà của anh Trạch làm thì không thể nào mà thiếu cho Thanh Lan.
và Trang Ca Lang cũng có rủ Vườn Quế, chút xíu nữa Vườn Quế sẽ tới đây với các anh chị. Và bài hát đầu tiên Trang Ca Lang xin kính gửi đến quý vị một ca khúc rất là dễ thương của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bài hát được mang tên Người Yêu Của Lính. Bye.
những lúc anh về ai kể chuyện đời lính. Cho em nghe thưa các bạn, là hồi xưa đó ở bông trà đó mà gặp thì ta đang hát á thì không thể nào hát một bài mà xuống được với trời. Đúng rồi, thì có lẽ đó, bây giờ cũng vậy thôi, phải không chị? Đúng rồi. Không phải, em không hát một bài như vậy. Ba bạn. Anh nói về. Dạ. Dạ, em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cái này em nhờ anh Trần đem lại bạc giùm em. Em mang về cho chị ơi. Mãi nhờ ông anh em thôi, không dám sai. Kính thưa quý vị, hôm nay Trâm đang thấy những khuôn mặt Sài Gòn xưa của chúng ta rất là nhiều. Nói chung là hình như là toàn bộ những khuôn mặt Sài Gòn thương mến của chúng ta ngày xưa. Thì hôm nay Trâm đang muốn hát một bài hát để tặng quý vị. Một bài hát rất là dễ thương, gợi nhớ chúng ta tới Sài Gòn năm xưa. Bài hát được mang tên Còn Nhớ Sài Gòn Xưa. Còn nhớ Sài Gòn không, thủ đô yêu dấu mơ mộng. Chiều tàn rơi trên tương, còn nhớ Sài Gòn không, áo dài tha thướt yêu kiều trên phố chiều hay phố Hồ Nam, những đêm gặp nhà kiêu hoa. Sài Gòn không, hàng me đổ lá trên đường. Còn nhớ Sài Gòn không, cùng trời tình mang yêu thương. Còn nhớ Sài Gòn không, giáo đường vang tiếng kinh nơi cổng trường ai đón đưa ai, dưới mưa tay mềm đan tay. Tôi xa Sài Gòn đi phiêu bạt phương trời, tôi xa Sài Gòn nên thường mơ dĩ vãng. Bạn cũ thân yêu, căn nhà nhỏ đơn sơ, nhớ biết bao là nhớ. Tôi yêu Sài Gòn nên thương hoài kỷ niệm, tôi yêu Sài Gòn nên thương mơ vĩ vãng. Tìm chút hương xưa trong dòng hát cô liêu, nếu có ai quên thì mình tôi nhớ mà thương. Còn nhớ Sài Gòn không, hỡi người nơi vạn lý xa vời. Còn biết Sài Gòn đâu, như cuộc tình ta còn nhau. Còn nhớ Sài Gòn không, bướm màu hoa thắm chuôn vui, theo tháng ngày đau xót khôn vui, khóc nhau cùng trời chia đôi. Còn nhớ
phiêu bạt phương trời. Tôi xa Sài Gòn nên được mơ dĩ vãng. Bạn cũ thân yêu căn nhà nhỏ đơn sơ, nhớ biết bao là nhớ. Tôi yêu Sài Gòn nên thương hoài kỷ niệm. Tôi yêu Sài Gòn nên được mơ dĩ vãng. Tìm chốn hương xưa trong dòng hát cô liêu. Nếu có ai quên thì tình tôi nhớ thương mà thôi. Còn nhớ Sài Gòn không? Hỡi người, người phải đi xa vời. Còn biết Sài Gòn đâu? Như cuộc tình ta xa nhau. Còn nhớ Sài Gòn không? Bướm màu hoa thắm chôn vùi theo tháng ngày, đau xót khôn nguôi. Tóc nhau vùng trời chia đôi. Còn nhớ Sài Gòn không? Còn nhớ Sài Gòn không? Xin được cảm tạ quý vị và các anh chị. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Thưa các bạn, hiện diện trong cái buổi họp mặt hôm nay, tôi có một người bạn trẻ, một người trẻ hoạt động văn nghệ và rất có tấm lòng đối với đất nước. Người bạn trẻ của tôi tên Trần Quốc Bảo, xin mời Trần Quốc Bảo. Em đưa xin chào. Hôm nay là ngày quan trọng đối với em và nhiều người. Lời đầu tiên cho bạn sẽ được kính chào tất cả mọi người và rất là bất ngờ được ngồi cùng bàn với một số những anh chị đến từ miền Bắc California xa lắm quý vị, cũng như là với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân, chào đón anh. Anh là người viết rất nhiều bài nhạc phụ thơ của Trần Cầm. Cái điều đó làm tôi nhớ đến lời của cố ca nhạc sĩ John Lennon của ban Beatles, có nói rằng là tình bạn chân thành là một thứ tình bạn có thể đối thoại với nhau không cần bằng cái ngôn ngữ, không cần bằng cái lời nói. Và chính sự xuất hiện ngày hôm nay nó chính là tình bạn chân thành. Quý vị rất là bận rộn, có những người sức khỏe không như ngày xưa mà vẫn đến đây, có những người bận rộn đi làm ngày thứ bảy vẫn đến đây, và có người ở xa từ nhiều địa danh khác vẫn đến đây. Vậy thì xin cho tất cả mọi người, chúng ta hãy dành cho sự thành công ngày hôm nay một tràng pháo tay được không ạ? Thành công thật yêu. Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin được mời anh Nguyễn Anh Đức, tức là chủ nhân của hội bán đồ kỷ niệm, cũng là em của Trần Cầm. Chúng tôi có món quà mời em lên đây tặng cho anh chị Trần Cầm. Món quà anniversary 14 năm, xin mời anh Trần Cầm và chị Yên Ly có thể xuất hiện từ sớm nhiều hơn. Mình xin mời hai anh chị. Đây là món quà từ hội quán kỷ niệm em của em và anh bạn. Chúc mừng anniversary 14 năm của anh chị, thi sĩ nhà văn Trần Cầm, ngâm sĩ tài tử nhà sĩ Yên Ly. Tình yêu lớn không cần phải yêu nhiều mà chỉ cần yêu chỉ một người, và yêu gần suốt cuộc đời là cùng nắm tay nhau đi qua trong, là thương nhau những ngày sống đó, là mãi bên cạnh nhau đến suốt cuộc đời. Chúc anh chị thật hạnh phúc và như ý nghĩa với đêm tạ ơn đời và ơn người. Cảm ơn Đức với lại Trần Quốc Bảo. Thiệt là em làm anh Trần ngạc nhiên quá trời quá đất đi. Lúc mà cưa thì phải chậm thôi. Cảm ơn em. Bây giờ tới phiên Trần Quốc Bảo nha. Hát hay tặng bạn bè anh Trần một bạn. Dạ vâng. Em là thế hệ đàn em của anh. Em biết ông anh của em không giàu để cho em một cái tài sản bằng vật chất, nhưng mà em học ở đây anh
đó là tinh thần uy vũ bất năng khuất. Anh dạy cho em không bao giờ biết cúi đầu trước bạo lực, trước uy quyền. À, và anh dạy cho em biết yêu hai chữ Việt Nam. À, em rất xúc động, nhiều lắm. Bây giờ thì không khí quê hương thì đã được cho Tân Lan hát rồi. Thì bảo xin được hát tặng anniversary 14 năm của anh chị. À, 14 năm mà em nhớ năm 2008, nhờ vì đã tiên đi đóng bộ phim chuyện tình Bô Sa. Từ đó hai người gặp nhau. Hai người gặp nhau từ khởi đầu từ chuyện tình trong phim. Nhưng mà chuyện tình có thật của hai người. Hai người đã trải qua những sóng gió, những nụ cười và cả nước mắt nữa. Thì 14 năm tay bên trong tay, nụ cười bên cạnh nhau, thì đó chính là hạnh phúc thật sự. Em xin được tặng bài hát này và mong rằng như nhạc sĩ Nguyễn Thị Kim có nói rằng là một ngày nào đó tóc xanh của bạc màu, một ngày nào đó xin được mái yêu cầu để được cùng nghe nhạc phẩm tặng tình quý của nhạc sĩ Nguyễn Thị Kim hôm nay ạ. Người có rơi và nắng có phai trên cuộc đời yêu em ngày nào. Anh đã yêu và anh đã quên. Mưa trăng sao đưa đến tình người. Một lần gặp gỡ đã như quên. Một lần gặp gỡ như tình nữa xa xưa. Mây có bay và em có thấy ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây men thương yêu. Cuộc đời một lần nào đó bước bên em âm thầm. Một lần nào đó ta vẫn chưa nói yêu. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay. Trong cái cuộc vui như thế này mà nếu chúng ta không nhớ đến những người
người anh em thương phía bên của chúng ta thì đó cũng là một điều sơn xuất và đáng buồn. Cách đây mười mấy năm ở Sài Gòn có một người thương phía bên tên là Nguyễn Cung Thương. Anh có làm một bài thơ, bài thơ đó anh viết gửi cho hải ngoại. Ý của bài thơ là anh cũng cằn nhằn anh em mình nhiều lắm, và anh nói thật sự tao không cần tiền, tao chỉ cần cây súng rồi mày gửi về. Cái người thương phía bên đó tên là Nguyễn Cung Thương và Trạch Gầm có viết lại cho anh một bài thơ, xin đọc ra đây. Và anh Nguyễn Hữu Tâm chuẩn bị, Nguyễn Tân chuẩn bị để hát cái bài Cảm ơn mày, cảm ơn chị. Thưa các bạn, là trong phòng của chúng ta hôm nay có chị Thủy, hội trưởng hội thương phía binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin gửi chị Thủy cái bài thơ viết cho Nguyễn Cung Thương, một người thương phía binh. Mẹ đọc thơ mày, có buồn tao muốn khóc. Tao chẳng là còn là tao, tao chẳng nên người. Mấy chục năm rồi tao lặp lọng chơi vơi, dù trước đó tao có kiểu anh em chung màu áo trận. Tàn cuộc chiến hình hài tao nguyên vẹn, 10 năm tù xem nhẹ rất chiêm bao. Tao còn tay còn chân còn nỗi tự hào, chỉ tội cái mang ước mơ lầm lửa. Cứ chờ đợi hãy cho tao nhúng lửa, nơi tha phương tao hốt toàn tro tàn tro bụi mù từ quá khứ vinh quang. Đến nỗi đầu óc tao ung què mà tao chẳng hề hay biết. Đọc thơ mày, mẹ, tao buồn tao muốn chết. Nơi quê hương mày hào khí muốn trời, bốn tha phương tao cũng có lắm người. Yêu nước thật thà yêu nước, rắn không đầu, mạnh thằng nào nảy thép. Ngày cửa tàn đắp nước cửa tan thương, hai chữ tự do sách ngửa đoạn trường. Thảo ơn chặt lỗi có ngày khốn đốn, mày cầm súng mà tao không có súng. Nỗi nghẹn ngào này mới chết mẹ tao. Cảm ơn mày, ừ thì cũng dù sao, nhờ mày thép trăm hồn sống núi thức. Tiếp theo xin giới thiệu quý vị một người bạn rất thân với bọn tôi, với gia đình tôi, là anh Nguyễn Hữu Tâm, một nhạc sĩ. Và anh đã phổ thơ tôi trên 40 bài. Hôm nay anh đến đây để được trình bày cái bản Cảm ơn mày, cảm ơn chị, thơ Trạch Gầm viết cho những người thương kế binh, là Nguyễn Hữu Tâm trình bày. Cái này là anh Trạch Gầm là rất đặc biệt đối với em và tất cả anh em. Qua lạc đất, đặc biệt được qua. Chúc anh dồi dào sức khỏe. Cảm ơn. Sau đây là bài Cảm ơn mày, cảm ơn chị. Tôi viết từ bài thơ gửi cha Y Hạ của anh Trạch Gầm. Tôi không phải là ca sĩ nhưng mà tôi chỉ muốn truyền đạt cái bài thơ của anh Trạch Gầm thôi. Nếu quý vị cứ nghe lời thơ kia đừng nghe tôi hát. Tao thèm lắm về thăm mày một chuyến, buồn nhau cùng mày đã chốt chuyến tư. Dù mày nấu hai cạnh nhau chưa đến trời đất tận chung, còn cảnh nào sướng hơn. Ngày giờ mày cõng mày ra khối cầu hoàng, như âm thầm con nít mất cả đôi chân máu bẩn thồn. Thì lúc đó tao cũng như thằng con nít khóc đã đời, đôi chân còn mà như bị đất trời chôn. Thank you.
ngày mất lương. Tao chưa giờ con gì ra nhưng chắc 10 năm tao sống bằng hơi thơ bạn bè. Nhà của tao là bình long lửa khôi, đất của tao là rừng núi lai kê. Liền cây súng tao không trả lời ai cả, tự mình chửi mình, chửi lăng chửi tâm, gắn bật bão vui biết mình còn sống. Giữa hận thù mà tông ngóng tông ngóng, tao đi tù tự chủ mình thua ráng chịu. Tao tha thương tự hứa sẽ lấy lại ngày về, nát bét đời không nát tình nát nghĩa. Còn hơi thở là còn nhớ chuyện xưa, chuyện xưa có mày có tao, có ngày đuổi dậy. Chuyện xưa có ngày có tao, có ngày đuổi dậy. Bốn mươi mấy năm rồi, chiều một sầu hè. Trong tim tao bằng bằng sương vừa rồi lại bị tức biệt tâm. Xin lỗi mày, tao chưa thể về thăm với hai tiếng Việt kiều lão ơi là quăng. Có cay đắng mày chửi tao cũng chịu, Việt Nam là của mày, của tao. Sao tao lại là Việt Kiều? Cảm ơn mày, dù ngàn vạn hắc hiu vẫn nhớ anh em một thời kinh thiên. Xin phép mày cho tao được cảm ơn thiên thần mày một tiếng. Cảm ơn tâm hồn bởi quốc gia. Mà thời gian ở khu 32 chiến thuật, tức là những tỉnh Bình Long, Bình Dương, Phước Long, thì có những nơi mà tôi vừa ra thì anh đã đến, hoặc là có những nơi tôi vừa đến thì anh đã ra. Hôm nay anh đến tham dự buổi sinh hoạt bạn bè với chúng tôi, mời anh Quy đọc cho tôi một bài thơ nhớ về những ngày xưa. Mời anh Quy. Cảm ơn Thạch Gầm. Kính chào tất cả quý niên trưởng, tất cả các anh chị có mặt ở đây hôm nay để chúc mừng anh Thạch Gầm. Anh Thạch Gầm biểu tôi đọc bài thơ về kỷ niệm ngày xưa mà không có đeo cái tập thơ thì không có đọc được. Bây giờ tôi có nhớ một bài thơ. Bài thơ Mẹ Việt Nam. Thì chúng ta ai cũng có mẹ, nhưng bà mẹ quan trọng nhất, thiêng liêng nhất của chúng ta đó là mẹ Việt Nam. Bây giờ tôi xin đọc để cúng hiến cùng quý vị cái bài thơ Mẹ Việt Nam. Mẹ đã sống suốt chiều dài lịch sử, còng đứng gầy vai chịu nặng đau thương. Theo với thời gian lòng vẫn can trường, những sông núi ngàn năm sừng sững đời. Mẹ ánh sáng soi đường trong đêm tối, mẹ niềm tin
rồi chúng con đi. Dẫu kín đau thương nhìn cảnh phân kỳ, ôm mặt khóc thương đàn con lạc sự. Rồi một hôm bên quán đời lữ thư, con dừng chẳng lòng quặn thắt niềm đau. Nghẹn nhớ thương qua mắt lẽ nghẹn ngào, trông về mẹ cháu ơi đời lắm đau. Một ngàn năm với nỗi buồn thâm phận, mẹ vẫn cười ngạo nghễ giữ gian xa. Một trăm năm dưới gốc già bảo tàng, mẹ vẫn sống hiên ngang và mẹ hiền. Bao nhiêu năm với tương tàn thảm thiết, mẹ đau lòng nhìn cảnh thịt nát xương rơi. Dẫu kín trong tim không nói một lời, chỉ đứng lặng quay nhìn ra biển lớn. Biển vắng màng muôn đời không thay đổi, sóng vẫn gào gõ nhịp mà dấu tang thương. Mẹ vẫn đứng giữa chiều yếu ớt nắng, chờ con về cùng dựng lại quê hương. Và hôm nay ngồi đây chúng ta cũng có uống rượu để mừng Tết Gầm. Tôi xin đọc cái bài thơ là Chén Rượu Mời Người. Dạ, cảm ơn Yên Ly. Chén rượu mời đây chúng ta cùng uống, cạn ly buồn từ năm tháng xa xôi. Đôi ba thằng gặp nhau nơi xứ lạ, như đêm đông ngồi mộng mạnh trăng rằm. Những cái mắt kẻ luôn phần thân thể, cũng không buồn bằng mắt cả quê hương. Hôm nay đây quê quần đến tiệc rượu, để cùng nhau ôn lại chuyện lên đường. Chuyện của một thời địa xa phố thì mang ngút ngàn cài đăng tải trên lưng. Quên mất tuổi thơ một thời mộng mị, đôi lúc buồn khỏe mắt bỗng rừng. Ta đã đi và mạo sương đã đổ, cho cây đời sẵn trái ngọt mai sau. Những dòng ruổi giữa đường hương đã lỡ, nên bây giờ đành uống càng thương đau. Uống chưa hết lời thơ buồn bạn kể, đã thấy say trong ly rượu người mời. Thấy lại mình từ một phở xa xôi, quá ngôn ngữ quá trạch ngầm kể lại. Ta cũng như người mỗi thèm mắm mãi, nên xin người đôi chén rượu để say. Rượu không nhạt lòng ta đang rộng mở, nên cùng về tìm quá khứ hôm nay. Thưa các bạn, là chúng tôi rất là vui khi mà chị Phương Quế bỏ một cái show bên kia để chạy qua ngồi với chúng tôi. Chị Phương Quế chịu khó một chút xíu nữa rồi hát nha. Và tiếp theo chương trình thì Hôn Nổi Nhớ Quen là một bài thơ của Trạch Gòn. Phổ nhạc là Song Ngọc, được trình bày bởi một người dâu của cảnh sát quốc gia, chị Lệ Ngọc. Mời chị Lệ Ngọc. Ngọc được thân ái kính chào quý vị trưởng, tất cả quý khách, và chúc anh Trạch Gầm được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và chúc quý vị được một buổi tiệc lòng lắm. Cuối xuống đi em,
mình ôn nỗi nhớ. Một ngày tháng tư đàn lạc bom rơi, cuối xuống đi em, mình hôn nỗi khổ hồn chục thương đau tách khỏi cuộc đời. Ta mang xác thân về qua phố cũ, không nhận ra mình người của phố xưa, không dám quay nhìn lên khung cửa sổ, phu nhuận tù mòn hơi thở ước mơ. Phu nhuận ngày xưa chăm dòng nước mắt, quân quýt ngồi đôi ngày sẽ vui, đôi ngày sẽ thắt, sang sẽ ân tình nặng nghĩa núi sâu. Cuối xuống đi em, mình hôn biển động, hôn chiếc thuyền nan sóng đôi lênh đênh, ôm xiếc thương đau, ôm niềm hy vọng, hôn lời hẹn hò, hôn nỗi nhớ quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều nghiêng mình hôn phong hôn dấu chân xưa đi mò sĩ Phương Hồng Quế, hồi trước ở Sài Gòn gọi là TV Chi Bảo, mời chị Phương Quế. Chị hát một bài là không nổi không? Chị sẽ hát hai bài trở lên. Chị thấy thế nào? Còn nếu chị hát phải bị nước chứ đặt lên. Dạ anh, dạ trước tiên thì Phương Quế xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các chị có mặt ngày hôm nay. Trong cái buổi tiệc mà Phương Quế không biết là cái việc gì, kêu là đến thôi. Tại vì anh Trạch Cầm nó giống như là đàn anh của Phương Quế vậy. Gọi là tới, không biết lý do gì. Và hôm nay đến đây thì thấy có mặt toàn là những các anh, các chị, những gương mặt thân quen. Cho nên biết rằng đây là một buổi tiệc rất là thân mật của gia đình. Và có một người vừa mới hé lộ là đây là 14 năm anniversary của Trạch Cầm và Yên Ly. Ngày đầu gặp rồi chị nghe như thế này nè. Hồi xưa đó người ta nói là nhà báo nó láo ăn tiền, thằng em của tôi là thằng Quốc Bảo nó báo nữa, chị có tin nó thì chị tin phân nữa thôi. Bây giờ xin chị hát đi, hát bài gì hát đi. Tin nhà báo phân nữa thôi, Tạch Cầm cũng nhà báo, tôi coi như phân nữa đi. Thì Phương Quế xin chúc mừng tất cả quý vị anh chị em chúng ta có mặt nơi đây được thật là nhiều sức khỏe. Chào Quê. Nhớ hết là ai mà lên tiếng Hậu Thương là nhớ hết trơn á. Ai gì đó sinh viên sĩ quan Đà Lạt. Lý. Hôm nay một bài nhạc mới của nhạc sĩ Hằng Châu gửi đến tất cả các chính phủ, các bạn của anh Đạt Gầm và những người chiến sĩ kính yêu của Phương Quế ở trong tim rất là nhiều năm. Và lời tình yêu ngày tôi vào ly xa nhà nhớ công hoan, ngày tôi xa đơn vì chưa về thăm một lần. Đường anh quân gió cao mưa lạnh lưng đeo, lời vui chưa nói hạn, lời dạ tư đã nghiệp linh trên vùng đất hoang sơ. Ngày mai ai đâu hiểu những gì đến tiền. Người đời đã muốn nghe chuyện bất ngờ, đành vui trên nét mặt như đợi chờ ngày mai. Tôi xin ngỏ với người bằng lời lời buồn tôi xin dừng lại cho vui, để đêm đêm tiếng hát quên buồn, quá biếu mưa tàn trong khói tòa mây mưa. Thời gian còn mãi qua điều hát môi em, ngoài kia vang xuống nổ vẫn lời. Tôi xin ngỏ với người bằng lời vui.
Anh ở đây đa số là đều lên tiếng Hậu Phương, Thủ Đức, Đà Lạt hay là Hải Lục Không Quân thì là đều là những chiến sĩ mà Phương Quế mang trong lòng một sự kính yêu rất là nhiều năm qua. Em xin lỗi anh dạ. Phương Quế là rất nhiều, nó Thủ Đức là không phải đồ bỏ. Đúng rồi, bỏ đâu, ai bỏ uổng vậy, bỏ tương lượng á nha. Bỏ đâu tương lượng á. Cái bài hát này nè, cái người này không thể thiếu mỗi lần có Phương Quế và có người này. Ở ngoài thì kêu thanh xà bạch xà, nhưng mà chương trình tiếng Hậu Phương thì phải có Phương Quế, phải có Trang Thanh Lan. Nên bây giờ mời Trang Thanh Lan trở lại để mình cùng hát bài nhạc có ý nghĩa để tặng cho đôi trẻ Trạch Gầm và Yên Ly ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho Trang Thanh Lan đi quý vị ơi. Một cái bài hát mà Trang Thanh Lan và Phương Quế xin tặng cho đôi trẻ yêu nhau mới 14 năm thôi, đó là anh Trạch Gầm và người đẹp Yên Ly. Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Hôm nay là anh Trạch cháu của em, hai bên rất là buồn. Tại vì ai cũng biết đó, trong nhà không ngờ rõ mà ngoài ngõ đã tường. Ai cũng biết là anniversary của anh đó, mà có mình em mới không biết. Ai cũng biết mà chỉ có hai người không biết là em và Trang Thanh Lan. Em rất anh Trạch ở nhà. Bài hát mà Trang Thanh Lan và Phương Quế xin tặng cho trẻ là một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến Lanh. Không bao giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quế nói anh yếu không con cái rồi. Yếu siêu già. Yếu siêu quá. Yếu còn muốn gì nữa. Đây cũng yêu mà yêu yếu sầu. Đúng rồi. Để thay đổi không khí, tôi xin giới thiệu là chị của tôi, chị trong gia đình họ Nguyễn của tôi, con của ông Bút Trà là bác của tôi, chị Nguyễn Đức Quê. Chị sẽ đến đây với tôi và ngâm một bài thơ. Bài thơ cho tôi là Nói với người tình sau cuộc chiến. Thì trong cái Nói với người tình sau cuộc chiến tôi có mấy câu là: em muốn nghĩ sao thì tùy em nghĩ, anh vẫn thương đời lính hơn em. Thì xin mời chị Quê. Và chị Lâm Dung, sau cái bài thơ ngâm này thì nhờ chị lên hát cho một bài. Xin chào quý vị, chúc quý vị sức khỏe dồi dào và một ngày rất là vui tươi. Xin quý vị thưởng thức lời thơ của Trần Gầm nói với người tình sau cuộc chiến. Em thử cùng anh một ngày làm một ngày thôi, em muốn chọn ngày nào đến quân trường lính tỏ vẻ nhập cuộc, hãy bình lòng mà bao giờ nghĩ tớn địa danh cũ đau đi cả hồn. Xa mắt tàu ôm trà rầy bù cướp, tới gối đầu trên tao loạn chân thật khe, mỗi bước chân một xác bạn bè. Những người lính tất cả còn rất trẻ đã ngủ yên từ còn sống để
quá là thân ai. Là nó chết nên đất cần khúc ruột, những ruột ăn đã đứt cả trăm. Nghĩ sao thì tùy em nghĩ, anh chẳng yêu đời lính hơn là em. Xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn nhà thơ gặp gặp người em rất là tài giỏi của chị. Để tiếp theo là mời ca sĩ Lâm Dung. Lâm Dung sẽ trình bày lời cho người yêu nhỏ, nhạc của Trần Thiện Thanh. Lâm Dung xin chào quý vị. Thank you.
xin mời chị Ngọc Dương chung cái bản gọi là Tận Thế. Tận Thế tên thì dữ dội vậy đó, nhưng mà nó là một cái bài thơ tình của Trạch Gần. Các bạn thấy rằng rồi một ngày mặt trời ôm hôn quả đất, địa ngục thiên đàng rồi cũng vỡ toan. Một ngày anh ôm hôn em ngây ngất, đâu nghĩ cuộc đời còn có trần gian là tận thế. Chiều biên khu, ông kính xin kính mời.
chiều nào anh đứng gác ngoài biển phố, xóa xa thế dân sương khói mịt mù, chim cánh bay về cô đơn.
Khổ quyền những người lính, một vai qua cơn mê xa bình vật, cuộc đời bình bồng anh lại về bên em. Vâng, những người đàn bà, những người phụ nữ đó một đời khổ như người lính cũng được một lần an ủi, qua cơn mê anh sẽ tại về bên em. Một mai qua cơn mê, qua bài hát của nhảy dù Phương Phúc. Thank you.
làm sao. Thì bây giờ tôi có một người bạn. Có một người bạn ở từ San Jose xuống và tới bây giờ chị mới hát. Xin lỗi chị. Xin mời chị Văn Thanh và tình thư của Linh. Văn Thanh xin kính chào quý vị cũng như các anh lính chiến Việt Nam Cộng Hòa muôn năm để tặng bài hát này. Chuyên các anh lính chiến nha. Tình thơ của lính. La chữ. Về thêm ba chữ.
Đây là tướng Trần, con của Duy Dầu, bạn của bạn Trần. Chào bác Trần, bác gái, con quá chúc mừng bác Trần bác gái. My God, for health, luck and fortune, and congratulations. Thank you. Cảm nghĩ của chị về bữa tiệc ngày hôm nay ạ? Dạ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là vợ của một vợ của một giáo sư của trường Võ Trường Toản, là thầy dạy ngày xưa của anh Trạch Gầm. Thì chúng tôi được mời đến cái buổi tiệc ngày hôm nay là với cái sự mà anh Trạch Gầm tổ chức để cảm ơn đời và cảm ơn người. Trong cái việc cảm ơn đời và cảm ơn người đó thì bao gồm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, là cũng là đồng đội bạn của anh Trạch Gầm ngày xưa, và trong đó có một số thầy cô của trường Võ Trường Toản mà anh cũng vinh danh những thầy cô ngày xưa đã dạy dỗ mình. Đồng thời anh, cái điều quan trọng nhất của cái buổi tiệc ngày hôm nay là anh cảm ơn người tình Yên Ly đã suốt 14 năm cùng với anh đồng kham trọng cộng khổ qua nhiều vấn đề sinh hoạt với bạn bè, với chiến hữu và đồng thời với lại những thầy cô và bạn bè học ngày xưa. Dạ thưa, đó là một cái sự vinh hạnh mà chúng tôi có mặt ngày hôm nay. Tại vì qua cái ý nghĩa rất là tốt đẹp đó thì nó nói lên một cái nền văn hóa và đạo đức của Việt Nam Cộng Hòa của mình. Cái đó là chúng tôi thấy là chúng ta nên có những buổi tiệc như thế này để cùng nhau vui với nhau và cùng nhau ca ngợi những cái gì tốt đẹp nhất của truyền thống Việt Nam, văn hóa Việt Nam chúng ta. Vâng, dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ thưa, dạ chị. Em thử cùng anh một ngày làm lính, một ngày thôi em muốn chọn ngày nào. Nơi quân trường lính tò te nhập cuộc, hay bình lòng
pháo rồi nát chơi ca. Em thư trốn đi một ngày nghiệt ngã, tên địa danh đủ đau điếng cả hồn. Xa mắt tàu âu trà dày bù đắp, nơi gối đầu trên tao loạn quê hương. Xác bạn bè anh, em biết không em, em biết không em, bao người lính trẻ họ đã ngủ yên, ôi họ đã ngủ yên vì mơ ước thanh bình. Em chôn cho mình một vì sao thật sáng, đêm mai này còn sống để yêu đương. Anh xin em đừng buồn, đừng hờn dỗi, anh vẫn thương đời lính hơn. Anh vẫn thương.